Mình chụp bên này này. Vào trang web theo đường link mà trên cái tờ phiếu anh đã thanh toán nhé, sẽ có cái cách tiếp hướng dẫn để cho bệnh nhân vào ấy. Anh thanh toán rồi thì anh lấy cái tờ giấy đấy ra trên cùng của cái tờ phiếu thanh toán, hóa đơn thanh toán cơ. Hóa đơn thanh toán đấy nhá, bảng kê thì sẽ không có. À bạn ơi, bạn sẽ gọi qua tổng đài 1900 1902 giúp mình nhé. Cái hóa đơn.